À dạ, xin chào tất cả các bạn đó mà. Xin chào mọi người nha. Đây không phải là hình ảnh của ngày thứ bảy. Thường thường thì sau 7 ngày mình cày được tầm 5 triệu đến hơn 5 triệu lượt kiến. Nhưng mà các bạn thấy ắc này đang ở server nhân phẩm nhá. Chỉ mới ngày thứ sáu mà thôi. Ngày thứ bảy chưa mở mà lượt kiến nó đã được trên 5 triệu. Bên cạnh đó thì cái ắc thục này cũng rất là giá trị, gần 4 triệu lượt kiến. Tất nhiên là cái ắc bên kia thì nó VIP 3, còn ắc này thì VIP 2 mà thôi. Ắc này VIP 2 là có triệu vẫn lên được cộng 5 này. Ở cái ắc thục này thì mình chỉ giới thiệu qua mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung chính với cái ắc team với cái ắc tìm người này. Có rất nhiều điều để nói về ắc này. Đầu tiên thì người thuê cày người ấy gửi cho mình đủ tiền để đến VIP 4. Hiện tại thì với tính toán của mình thì ngày mai mình sẽ ăn thêm hai cái mốc ngày nữa là đủ 500k nạp vào để lên được VIP 4. Bây giờ thì mình sẽ làm một điều rất là tuyệt vời, đó nâng lên quân hàm. Yeah, như vậy là lên thật sự gần 6 triệu lực kiện đó các bạn, không thể tin nổi. Gần 6 triệu lực kiện trong chỉ ngày thứ 6 mà thôi. Nếu như mà ở một server bình thường thì ác này chắc chắn là vào được top 10 rồi. Nhưng mà đây là một server nhân phẩm, một server mà khoảng 10 người VIP 7. Những ông trên này toàn là VIP 7 cả, VIP 7 ở lên. Giá cả lương cộng 5 này, dạ mang. Ông này cũng VIP 8, VIP 9 gì vậy rồi. Mà chúng là những người sau là cũng đều là VIP 7, VIP 8 cả. Nếu như đây là một server bình thường thì ắc này chắc chắn là vào được top 10. Hay chú Du này, ở server mới kiếm được chú Du là chỉ có cách là nạp lên VIP 7 mà thôi. Hiện tại mình cũng cứ gần với top 10 rồi. Ngày mai nếu như farm tới cẩm nang mà hên mà ra nhiều cẩm nang thì có thể cũng có hy vọng. Nhưng mình nghĩ rằng ở server một server thô bị như cái server nhân phẩm này thì vào được top 20 là quá thành công rồi. Hiện tại thì mình gần được gần 6 triệu lượt chiến. Ngày mai thì mình sẽ khoảng tầm khoảng 7 triệu. Lần đầu tiên lên được 7 triệu lượt chiến. À, tại sao mình lại quay kỹ với cái ắc này như vậy? Tại vì có một số bạn bảo với mình rằng là có thể cày một ắc VIP cao hơn được không? Tại vì thường là mình chỉ nhận cày ngang VIP 2, VIP 3. Nhưng bây giờ mình thử cày một ắc VIP cao hơn, đó là VIP 4. Thì lực kiện của nó cũng rất khủng khiếp nhá. Mình tin rằng ngày mai sẽ được 7 triệu lực kiện. Ngày mai ở ngày thứ 7 server thì mình sẽ quay video để giới thiệu về cái ắc này. Mặc dù ắc này mình nghĩ là xui, tại vì nó không mở ra được đồ ngon cho lắm. Và nó không có đồ đỏ nhá. Cũng không có cái đồ vàng luôn. Cái cống này thì mình nhận được từ đấu trường. Còn cái áo thì từ VIP 3, cái áo vàng VIP 3. Chỉ có hai món trang bị vàng mà thôi. Hiện tại thì như vậy là ngày mai thì mình sẽ kết thúc ở server nhân phẩm S77. Nhưng mà có một điều này, đó là đã full slot những cây ở tuần tiếp theo. Nghĩa rằng trong tuần tiếp theo thì mình không nhận thêm được nữa. Đã có full người gửi tiền nhá, nghĩa rằng mình đã nhận tiền của người ta rồi. Bây giờ tuần tới là cây cho người ta mà thôi. Nếu như bạn nào mà muốn đặt cây thuê thì cả bạn phải đặt đến tuần tiếp theo nữa. Như vậy là phải chơi thêm khoảng tầm 8 ngày nữa thì mình mới cây cho các bạn được. Hiện tại thì ác tìm người này, khi mà nhà con tiểu kiều vào thì nó cũng có thể nói là
lịch chuyện nó bị dài một chút, tại vì nó không kích duyên, nó không định dạng di duyên so với mấy con khác. Các bạn thấy đô thì con tiểu kia và con chân cơ nó không khác nhau nhá, trong khi là con chân cơ thân binh 16, tiểu kia có 10, mà con này thua không, như vậy là con tiểu kia nó cũng hơn. Có lẽ nha, cái được cái duyên của tứ mỹ này. Chỉ có một điều là khi mà nhặt con tiểu kiều vào thì nó hơi hơi khổ, tại vì những cái duyên nó không liên quan gì đến ác quỷ. Những con chỉnh trong team này thì mình được kích duyên rất khủng khiếp. Đây, các bạn nhìn bảng kích duyên rất đẹp nhé. Con trường hợp này kích phun duyên này, tứ mẩy cũng phun duyên rất khủng khiếp. Thủ tướng thì nó mã siêu ơi chứ có. Ok thì tóm lại là cái ác này thì ngày mai mình sẽ quay lại thêm một video nữa để xem tổng kết một ác VIP 4. VIP 4 mà nạp 500k thì nó được lực diễn bao nhiêu nhá. Mình không hy vọng, thực sự là không không có một chút hy vọng nào để vào được top 10 khi mà server này là quá nhiều ông muốn nạp VIP 7 các bạn. Nhưng mà hiện tại ắc VIP 3 này có thể nói là ngang ngang với ắc VIP 6 trong server. Ok, xin chào mọi người nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.